Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Em với Tri đến với nhau là em cần cái sự đồng ý của gia đình Tri. Tại nếu gia đình Tri không đồng ý thì hai đứa sẽ làm bạn thôi. Em rất là ngại những cái mối quan hệ mà phải người phụ nữ của em phải dằn vặt giữa gia đình với mình. Cái bất ngờ là mọi người rất là thương em và em được trân trọng. Ngay bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xinh xắn không? Chào hai em. Dạ, lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh, đến chị, đến toàn thể các quý khán giả đang xem trực tiếp tại trường quay cũng như đang xem đài ạ. Em tên thật là Nguyễn Dương, nghệ danh của em là Yun Bin. Em hiện tại đang là đạo diễn. Hai mấy tuổi Bin? Dạ, tuy rằng rất là nhiều người nói em là lái máy bay nhưng mà thật sự là em chỉ mới có 28 tuổi thôi. Bây giờ chúng ta coi coi bạn này bao nhiêu tuổi nha. Mời em. Dạ, lời nói đầu tiên con xin Em nó nhỏ lắm. Con nhỏ lắm. Chị biết nhỏ này mà con ơi, chú đợi con một chút nha. Trời kêu chú cái tổn thương dễ sợ. Rồi. Lời nói đầu tiên con chào chú Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con là Tú Tri. Năm nay con 20 tuổi và con đang là ca sĩ tự do. Bây giờ cho có thể cho anh biết là hai bạn là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, lúc đó là em đang tổ chức một buổi casting cho bộ phim của em thì Tri là thí sinh đến tham gia. Lúc đó thì em ấn tượng bạn này là bạn này rất là lúng ta lúng túng. Lúc đó thì em nghĩ là ngây thơ nhưng mà sau này cưới về không phải vậy. Cái gì? Lúc đó ngây thơ sao ta? Con cái kiểu con gái mới lớn thì đạo diễn người ta kiểu người ta đầu óc người ta suy nghĩ nhiều thứ, người ta cua con người ta. Năm đó con bao nhiêu tuổi? Năm đó con mới có 18 thôi. 18 tuổi rồi sao em kể tiếp đi. Bạn nó vô xong rồi lúc đó là bạn nó đang em đang đưa thoại cho bạn đó là kêu bạn đó là phải diễn như vậy xong rồi bạn nó cứ nhìn em chằm chằm xong rồi đấy. Anh ơi, hình như là anh đóng cái phim gì đúng không? Xong rồi nó trước đây anh có đóng một bộ phim. Em nhớ anh rồi, em thích anh lắm mà anh đóng phim gì nè, em quên tên rồi. Lại một cái là thấy trớt rồi. Xong rồi anh chị biết không, em rất là bức xúc nha. Sau khi một hôm đi casting về á, bạn đi nói với lại một cái anh dẫn bạn đi casting là anh hình như Bin thích em. Trong khi em không nhớ bạn là ai nữa. Tại vì em nói em cá tới mấy trăm con người em đâu có thể nào nhớ được. Cuối cùng thì cô gái này có được trúng vào cái vai như vậy? Dạ, bạn nó trúng vào một vai phụ. Tại vì cái tính cách nhân vật của vai chính đó là lúc đó là Tri không phù hợp. Thì rồi có một lần thì em thấy bạn up một cái status là sắp thi rồi, ai đó cho mình cái động lực thi đi. Sau đó em mới nhắn tin cho bạn này, em nói thôi thi tốt đi, em thi tốt anh dẫn em đi xem phim. Em thi tốt đi anh sẽ cho phép em mời anh đi xem phim. Em ước gì em còn giữ Facebook cũ. Thôi đi rõ ràng luôn á. Xong rồi sau đó thì bạn này thi tốt thật. Thế là hai đứa đi xem phim và từ đó mối quan hệ nó phát triển. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên của em khi mà nhìn bạn Bin này là như thế nào? Mới đầu vô là con thấy là quen trước. Xong cái con thấy tự nhiên cái anh nhìn mình cười. Xong cái con cát thì cứ coi con cát đi, không chịu cứ khen con em diễn dễ thương quá à. Em đừng cười nữa, anh rụng tim bây giờ. Cứ nói mấy câu vậy đó. Rồi sau đó các bạn, cái mối tình của các bạn nó phát triển như thế nào? Em nhớ có một lần vui lắm là hôm đó là hai đứa chưa quen nữa, nghĩa là lúc đó chỉ còn nhắn tin qua lại thôi. Thì bạn này có ước gì ai đó dẫn mình đi biển. Lâu lắm rồi mình chưa đi biển. Thì tất nhiên mình là con trai, khi mình nghe một người phụ nữ người ta lên tiếng như là ok vậy thôi, cuối tuần anh nghỉ làm anh dẫn em đi biển. Rồi xuống Vũng Tàu ở nhà bạn anh. Em có một người bạn rất là thân ở Vũng Tàu thì vô tình là hôm đó xuống tới Vũng Tàu thì cái bạn đó lại ở Sài Gòn. Trong gài phim có báo rõ ràng là em không gài thì tức lắm luôn á, nhưng mà bạn vẫn nói là em gài bạn đó. Tới bây giờ vẫn nói là em gài. Tại vì chắc chắn với con là đi xuống dưới là ngủ với bạn. Rồi ổng ngủ riêng, tự nhiên cái xuống đùng đùng cái con có không mình con ổng mà. Rồi sao? Bút khách sạn riêng đồ nữa. Em hứa với Tri là em không làm gì Tri hết. Ok thì rõ ràng là hôm đó không có chuyện gì xảy ra hết. Cái qua ngày hôm đó xong rồi đi về Biên Hòa là về nhà em. Là trên đường về Sài Gòn mà bị cái một cái trận mưa rất là lớn. Thì em không có chở mà về Sài Gòn được, nó cũng trễ rồi. Nói thôi em ở lại nhà anh một đêm đi. Nhà anh thì có một đứa em gái ngủ chung nữa. Em ở lại ăn đêm nha. Dạ dạ. Xong rồi hả, tự nhiên ngủ là người ta rủ là ngủ có một đêm mà ngủ tới giờ luôn. Lúc đó là tại vì con có vài sự cố cho nên con không có về ký túc xá con ở được mà con phải ở nhờ luôn. Thôi mà thôi đừng có lấy lý đó là lý do nữa. Quá rồi, dạ đúng luôn. Rồi sau này hả, quen một thời gian lâu rồi mới khai thật là anh biết không, lần đầu tiên em bước chân qua nhà anh á là em có cảm giác đây là nhà của em rồi. Không tin được nói vậy thì cái con không biết sao mà không có cái gì gọi là xa lạ hết. Kiểu như là đi vô là thấy mọi thứ nó rất là quen thuộc.
Khi đó là lần đầu tiên mình vô nhà người ta. Nhưng mà cái lúc đi ở nhà của em á, thì dạ, là mẹ với lại gia đình thì phản ứng sao? Thật ra trước đó thì chi hên nha, chi hên có một cái là lúc mà chi về là qua ngày hôm sau là mẹ em đi về quê, mẹ em đi về Đà Nẵng. Thì mẹ em đi mất hơn một tuần, mẹ về có nói ủa mưa gì dai dữ rồi con. Vậy đó hả? Thôi nhưng mà cái hôm đó về á thì là tụi em có làm một cái buổi tiệc ngoài sân, là nhà, tụi em nướng thịt rồi ăn uống hát với nhau đồ, xong rồi chi hát bolero. Cái mẹ đi trong mẹ ra, mẹ nói trời sao con bé này hát hay dữ vậy, mà lại hát đúng với bài mẹ thích nữa. Xong cái tiệc hai đứa thành tiệc ba người, cái hồi ba em về thành bốn người, cái em nữa năm người, xong rồi thành tiệc gia đình luôn. Ra ngồi nướng thịt ăn uống với nhau, hát hò nhau, mẹ rất là thích Tri. Sau đó là từ lúc đó là toàn bộ công việc nhà là em phải làm hết. Về là chỉ hả, thôi con ra con hát đi cho mẹ nghe, lúc nào cũng vậy, tối nào cũng vậy hết. Là mê giọng hát của dạ đúng Tri. Rồi thôi, nhưng mà là em sau cái thời gian quen thì em có dẫn Bin về nhà của em không? Dạ có. Sau 2 tháng là con điện thoại về, con nói chuyện thật, là con nói là con quen Bin thật. Xong cái mẹ cũng đưa cho cha nói chuyện, con giải thích, giải thích này kia với cha, giải thích một hồi cái là cha hiểu. Cái lúc mà đang chạy về thì Bin có nói với con là Bin lo lắng, Bin run, Bin sợ là hả mới vừa vô nhà bị lấy chổi rượt ra khỏi nhà kiểu vậy. Nhưng mà lần đầu tiên cha mẹ gặp Bin ở ngoài thì như thế nào? Tại vì trước đó là em có nói trước với Tri rồi, em với Tri đến với nhau là em cần cái sự đồng ý của gia đình Tri. Tại nếu gia đình Tri không đồng ý thì hai đứa sẽ làm bạn thôi. Em rất là ngại những cái mối quan hệ mà phải người phụ nữ của em phải dằn vặt giữa gia đình với mình. Thế thì, là dằn vặt? Em là một trend guy. Dạ, em là trend guy, là người chuyển giới nam. Nên em cũng không biết được là gia đình Tri lúc đó sẽ có định kiến với em hay không. Cái bất ngờ là mọi người rất là thương em. Và em được trân trọng. Em lần đầu tiên mà em đến một cái nơi xa lạ, tất cả mọi người xung quanh đều là những người lạ, nhưng mà người ta lại trân trọng mình như vậy. Rồi sau đó thì bao lâu các em mới là kết hôn? Dạ thật ra em quen được có 4 tháng là đám hỏi rồi. Mới 4 tháng cũng lâu lắm. Tìm hiểu nhau cũng thời gian quá lâu ha. Rồi sau 4 tháng đó về ở chung với nhau rồi, cô ấy có giúp cho em thay đổi có một cái gì đó trong cuộc đời không? Em là một con người cực kỳ khó tính. Hơi tí xíu gia trưởng một chút. Nhưng mà từ hồi quen Tri là hầu như là Tri bẻ hết tất cả những cái khó của em. Nó quậy đúng không? Em ví dụ như em mà em không có sử thế nào sử dụng chung khăn, chung quần áo với người bất kỳ ai luôn cũng không được. Vợ hả, cái gì của em cũng lấy bận được á, không tin được luôn á. Em ví dụ em chạy xe đi, em không muốn ngừng lại giữa đường, trừ cái chuyện gì nó bắt buộc mình phải ngừng. Mình chạy xe mình muốn chạy một mặt không, đang đổ, gọi là hai đứa đi Đà Lạt đang đổ đèo nha, mà ngay cái cua đang đổ đèo xuống bắt em ngừng cho bằng được, chứ để bẻ một cái cọng cỏ bông lau bên lề đường thôi đó. Trời, bà con quá mà con bẻ là không? Con nít mà trời con bẻ phải, con bẻ một lần con bẻ là con bẻ hết nguyên một cái dọc đường luôn, là con đi chỗ nào cũng ghé hết á. Thiệt, bây giờ nghĩ là em không nghĩ tại sao em lại chiều bạn này đến mức độ như vậy. Tại yêu đó. Chiều kinh khủng nợ đó em. Dạ. Hỏi hỏi nè, vậy thì là từ lúc yêu nè, rồi được gia đình ủng hộ nè, rồi đến khi cưới nè, thì có những cái biến cố gì trước ngày cưới xảy ra? Biến cố thì có một lần là trước đám hỏi, là sau khi mà gia đình em đã xuống nói chuyện gia đình Tri rồi, thì tự nhiên gia đình em về đâu khoảng 3-4 ngày thì mẹ Tri điện thoại lên nói là thôi hai đứa đừng cưới nữa. Hỏi ủa sao vậy mẹ? Rồi mẹ im, mẹ không nói. Hai đứa thì không biết chuyện gì hết. Lúc đó là 4-5 giờ chiều, hai đứa dầm mưa chạy từ Sài Gòn mà chạy xe máy về An Giang luôn. Thì giờ lúc đó giờ 12 giờ đêm là mẹ ngủ rồi. Xong sáng ngày hôm sau vẫn ngồi nói chuyện với nhau, thì mẹ mới nói là bây giờ hàng xóm dư luận người ta nói nhiều quá, tại sao lại phải gả cho một đứa như vậy như vậy như vậy. Rồi trong khi Tri có giọng hát, Tri có nhan sắc nữa, tương lai của Tri còn dài lắm. Xong rồi em nghe thì em cũng chạnh lòng. Lúc đó thì Tri ở ngoài, em ở trong phòng, em nghe hết. Rồi em mới nói, em mới đứng lên, em mơ thương em đi về. Em nói thôi em đi về. Tại vì lúc đó em giận thật sự. Tại vì bản thân em nghĩ là em có thể lo tốt được cho Tri, và em cảm thấy là em đáng được trân trọng. Cuối cùng thì có thay đổi không? Mẹ thì mẹ con bị kiểu không có lập trường, không có đúng vững. Rồi, lập trường không vững. Cũng chính mẹ luôn, mẹ tự ngồi đó, mẹ tự suy nghĩ, mẹ nói là người ta đâu có nuôi mình ngày nào đâu, người ta đâu có lo cho mình được cái gì đâu. Còn có tụi con thôi, mà tụi con là hạnh phúc là mẹ vui rồi. Thì cũng chính mẹ nói như vậy. Tới bây giờ rồi mẹ con đã nguôi ngoai và đã không có để tâm nữa, tại vì mọi người thấy tụi con tốt lên từng ngày.
Thực ra là sau cái số phát sóng này á, thì những cái định kiến nó cũng sẽ thay đổi. Đúng chắc vậy. Chắn là như vậy. Ừ. Sau cái chương trình này. Ừ. Ừ. Yeah. Thôi chúc phúc hai bạn nha. Yeah. Trong rồi. Mấy tháng ở với nhau như vậy thì nó ăn hiếp có em sao? Bin ơi, nó ăn hiếp em lắm. Dạ không? Đúng rồi, có võ đúng rồi, cô Hồng Vân cũng nhớ không? Có tập có 7 cái huy chương vàng. Taekwondo đai đen. Ở nhà bà có giận em không? Đánh em hoài luôn á, buồn buồn đá em vài cái. Mới đây còn úp lên Facebook rồi đá em mấy cái. Cái đó anh tự úp luôn. Rồi khui đi, tật xấu của cô gái Tree này là gì? Rồi, có một lần thì tụi em bán hàng á. Thì tụi em bán dù là 10 cái hũ đó là 1.800.000. Thì bạn mới ngồi tính, ủa anh, mình bán 10 hũ 1.800.000 là một hũ mình bán 18.000 hả anh? Ủa anh ơi, em giỡn nha, anh cho anh vui. Mỗi lần em tính lại đi. Em tính lại đi, em tính kỹ lại có bao nhiêu, em cứ ngồi em đợi. Bà tính hồi nha, chọn bà tính ghê lắm. À em biết rồi, nhiêu em? 10.800. Ôi. 18.000, sau đó chuyển có 10.800. Chứ nhất định là không 180.000 nha. Em mua bằng rồi. Cố tình cho em vui, thôi thấy em buồn. Hai đứa đi đường á, bụi quá á anh. Xong cái, anh bụi quá, lấy tay bịt mắt em lại. Em lủi vô rác luôn. Em đau bao tử, em đi đường em... Anh đau bao tử của em ơi, anh đau bao tử hả? Anh bệnh viện tai mũi họng nè, vô khám bao tử anh. Trời ơi. Mỗi lần em nghe vậy xem em thôi em im cho lành nó, tại vì bị té giếng. Có không? Té hai lần luôn. Hồi nhỏ là không có bị... giếng. Té xong. Không có xong thôi. Té xong. Té xong còn nặng, té giếng nước nó còn nhiều hơn. Thôi con đừng dọn nhà ở mé sông nha con. Đó, nói chung là mai mốt giàu có con đừng có mua nhà biệt thự kế sông Sài Gòn nha Bin. Nha. Rồi, tật xấu gì nữa nè Bin? Dạ có một lần đang ngủ đến 4 giờ sáng thì tự nhiên quay qua đánh em quá trời luôn. Anh sao anh cởi quần em? Tự nhiên anh nói gì cái chi? Đến sáng luôn, đến khoảng 10 giờ sáng thì con em gái em nó ngủ dậy. Em gái mình nó thức khuya, nó chơi game lắm. Nó kêu là hồi tối hôm qua em đang chơi game, em thấy bà Tri bà ngồi vậy, bà lột cái quần bà quăng ra xong bà nằm bà ngủ tiếp. Bà tự cởi quần bả xong bà hờ em. Bởi vậy không về em dám cho đi ra ngoài ngủ. Thôi giờ có bữa ổng kể con mới biết, con không có biết gì hết. Có bữa con đang nằm ngủ mà con lăn xuống một cái bằng xuống dưới rồi mà con không biết gì nha, con còn cãi lộn với ổng trong khoảng thời gian đó luôn. Mà tới sáng con thức con không nhớ gì chân á. À vậy là bị bỗng du thiệt. Tự nhiên sáng em ngủ dậy á, có một lần là ngủ dậy thấy cái cửa tủ nó bị mở. Nó nói là ồ sao hai đứa sợ ơi là sợ luôn. Ra hấp nhang đồ các thứ. Tự nhiên cửa tủ mở xong cái có một đêm em đang ngủ cái em nghe có két mà em thì em nhạy cảm với cái tiếng động tối mà em nghe tiếng động em dậy liền. Em bật dậy cái em thấy ba móc cái chân vô cái tủ á. Ba mở ra, cái ba đóng lại, ba mở ra đó mày. Em làm gì đi? Dạ. À, em kiếm đồ. Sao sáng hỏi bà không nhớ gì hết. Trời ơi. Tivi nữa. Mở tivi nữa mà con sợ là cái gì đó nó có cái gì đó. Ai thôi đi. Đó. Em mở cho ai thôi đi. Trong giấc ngủ của em không bao giờ được ngon giấc đúng không? Trời thiệt luôn. Em ngủ là em rất là ghét ai mà gác em này nọ thứ rồi dành mền dành gói. Mỗi lần em ngủ là có một chút xíu cái mép giường thôi á, bả lấn em vậy á, rồi bả gác lên tới bản họng em luôn. Thôi em đang ngủ cái chân bả chắn ngang cổ em vậy nè. Em đi núi đè vậy thì em hiểu ngủ rất là ngoan luôn, không hiểu sao. Có nhiều lúc á con ngủ con không biết sao nha, mà các con đang mơ, con mơ ở trong giấc mơ là ai dê con á, không phải ông bin dê con. Xong cái hôm đó ở nhà con mà cái phòng con bị chuột vô. Ừ. Xong cái con ngắt cái tay ông một cái, ông nhảy dựng lên, ông đứng lên luôn, ông đứng lên nói, em ơi chuột cắn anh. Không. Cái con, em nhéo anh đó không, chuột cắn anh. Trời ơi chắc mai mốt cái anh nghe em bị lây luôn cái bệnh mộng du luôn á. Em sợ luôn anh, bây giờ là em sợ luôn. Cái mộng du nhiều khi là không có kiểm soát được đúng dạ. Không cố gắng phải tìm dạ. Phải tìm cách để mà chữa cái này nha. Ờ, rồi thôi, nói chung là những cái tật xấu của bà nó kể ra thì cũng thấy thương. Và quan trọng nữa là cũng thấy đáng yêu, đúng không? Có một cái là không đáng yêu lắm là cái ghen. Ghen. Cái ghen hả? Ghen kinh khủng. Mỗi lần mà bà giải thích với em là bà nói là em bị bệnh á. Bà nói thẳng em vậy luôn. Anh ơi em bị bệnh á. Thôi anh đừng để ý. Mỗi lần vậy anh chiều em đi, anh chịu đi. Ví dụ giờ đi chụp hình nguyên một đám nha. Là có những người bạn của mình trong đó luôn thì chụp có kiểu này kiểu kia thì nhiều khi mình hào hứng quá, mình choàng vai, mình bá cổ đó là chuyện rất là bình thường. Là bây giờ mà có đụng lên không có đi về đâu anh. Đụng ngay tại chỗ đó luôn, xong bỏ ra chỗ khác. Em không biết em làm cái gì sai. Em không biết luôn, em phải đi theo. Anh làm cái gì sai, phải nói cho anh biết anh làm cái gì sai. Không, anh đi ra đi, anh biến đi, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Anh là đồ điểu cán gì, chửi sùm lên. Em đâu có chửi gì vậy đâu. Chửi giữa đám em đông không có chửi không, con không có chửi. Không có chửi giữa đám đông. Con chửi trong lòng. Mà chửi, chả đọc chửi được. Ui, chả đọc được luôn. Trời đất ơi. Chửi trong lòng mà chả đọc được. Đọc được cái tiếng nói trong lòng luôn hả? Chửi trong lòng. Cái mặt con dâng máu rồi mà. Cái máu đó là con không thể nào con kìm được. Con không kìm con, được con, luôn. Con thiệt luôn, con biết con vậy mà con không có kìm được. Vậy bây giờ thì em phải tự để ý. Em phải tự tránh xa tất cả những
những bạn nữ ra. Bây giờ tới con đó, anh ấy có tật xấu không? Không, một đống luôn chú người ơi. Người đàn ông quá hoàn hảo. Cái thứ nhất là làm biếng, ăn xong rồi nằm mà nói sao ngày nào anh cũng mập hết vậy em, ngày nào anh cũng mập hết vậy anh không ốm được á em. Cái thứ hai là làm biếng thì người ta lấy ly nước ta cũng lấy được hết cô. Không. Em ơi lấy cho anh ly nước đi. Ôi vợ ơi lấy cho anh miếng trái cây nha. Ôi vợ ơi miếng bánh nữa nha. Vợ ơi tắt tivi giùm anh đi. Ờ, cứ vậy đó cô. Mà kiểu như mà con quạo thì sẽ không dám. Làm biếng là làm biếng như vậy thôi. Còn mà chuyện kiếm tiền thì ông không làm biếng. Con thích vậy đó. Quá nhiều đó thôi. Việc nhà nhiều cũng làm hết được. Tính tình thì sao? Dạ tính tình thì ổng cọc. Lúc mới quen á là con khóc hoài à. Áp lực lắm cô ơi. Lúc vì... mới quen thôi. Bây giờ coi. Không, từ từ để em nói cho hết đi. Cái lúc mới quen hả là ổng cọc mà ổng cứ nạt con hoài luôn á. Ổng cứ kiểu như ổng muốn một người vợ hoàn hảo á cô. Xong mà kiểu con nít mới lớn mà việc nhà này nọ con đâu có kiểu đảm đương đâu. Xong rồi con phải tập 2 tháng đó cơ. Thức 5 giờ sáng thức rồi hả, con làm đồ ăn trưa, đồ ăn sáng, đồ ăn chiều luôn hết á. Con như một người vợ đảm đang chuyên nghiệp luôn á. Qua cái thời gian 2 tháng đó thì con thi bolero là con bỏ phiếu luôn tới giờ đó. Bỏ phiếu luôn. Bây giờ được bao nhiêu phần trăm người vợ hoàn hảo rồi? Nghĩ là 70%. Nhưng mà vẫn thua ngày xưa. Thì bây giờ mong muốn anh Bin thay đổi điều gì? Dạ. Con mong muốn là anh Bin nhỏ nhẹ lại nữa, siêng nấu ăn hơn. Mà mỗi lần nấu ăn là ông bày cái bếp con dẹp mệt lắm. Thôi khỏi luôn đi. Khỏi luôn đi. Rồi với quan tâm chăm sóc vợ nhiều hơn. Rồi giờ Bin mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Em thấy là dạo này Tri kiểu như Tri ăn đường dù Tri bị ngán á. Em thấy bạn nó bị nứt môi đi. Cái em lật đật em chạy đi mua cây son dưỡng cho bạn đó. Mà đem về các bác. Ừ, để đó đi. Xong cái hả, cầm điện thoại lướt lên xong cái cười với cái điện thoại. Mình lúc đó đang giận mà. Mình có cảm giác là trời mình không bằng cái điện thoại luôn. Nên em mong là Tri sẽ hiểu em nhiều hơn. Tại vì Tri hiện tại á là Tri nhìn thấy được những cái gánh nặng của em nhưng mà Tri không có hiểu được cái độ nặng của nó. Nên em vẫn có cảm giác là em bị áp lực rất nhiều. Từ công việc cho đến nhà cửa cho đến rất là nhiều thứ. Chị thấy vậy nè, bây giờ á, tất cả những cái điều mà Bin mong ước ở con á, đều là chính xác. Nhưng con phải cho Tri một thời gian. Chắc chắn Tri sẽ làm được điều đó. Thực sự là Tri quá hay nếu như một cô bé 20 tuổi nó đã làm được 70% công việc của một người vợ. Thì 30% cái con chỉ cần mất khoảng 1 năm, 2 năm nữa thôi. Câu nói của Bin á, cô rất là hiểu là con hiểu được áp lực và gánh nặng của Bin nhưng con chưa biết nó nặng bao nhiêu. Thì thời gian tới con sẽ hiểu thêm là cái công việc đó nó nặng như thế nào, cái áp lực đó thực chất nó khủng khiếp ra làm sao thì con chịu khó tìm hiểu. Còn ngược lại á, Bin á, con phải thông cảm cho Tri. Khi tụi con đã làm được cái điều đó rồi thì tụi con mới hạnh phúc được. Chứ không á, là vì hai người làm nghệ thuật mà ở chung một căn nhà rất là khó. Thì thành ra tụi con phải giữ gìn, nâng niu tất cả những gì tụi con đang có. Cảm ơn hai bạn đã đến đây. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc cho bé Tri nghe, một vài năm nữa sẽ trở thành người phụ nữ hoàn hảo 100% trong lòng của chàng trai Bin. Và một ngôi sao trong làng. Cảm ơn các em. Sau này em có như thế nào thì em cũng bên cạnh anh mãi mãi, không bao giờ rời xa anh. Ngay lúc đó luôn, có mấy anh chó nhảy ra sủa, em mới đứng ra em đỡ. Em đỡ vợ em, nghĩ là vợ em đứng sau thôi. Tại vì sợ chạy mất dép ra đâu không biết luôn. Đó, nghiệp quật ngay lúc đó luôn. Mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quốc Thận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thái Hòa, năm nay 30 tuổi, em hiện đang là nhân viên văn phòng. Em sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là vợ em. Còn em? Dạ, em xin chào MC Hồng Vân và MC Quốc Thuật. Em tên là Tuyết Nhung, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng và là giáo viên tiếng Anh tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hai bạn là chắc có lẽ là quen nhau trong trường hợp là chắc là ở gần nhà nhau, cũng là quen nhau đúng không? Dạ, thì giống như là một cái duyên á. Thì em với vợ em trước đây là không hề quen biết. Có một người bạn mới rủ em đi cà phê tiếng Anh. Thì em mới gặp vợ em lúc đó. Thì cái ấn tượng lần đầu gặp vợ em là nhìn vợ em rất là truyền thống luôn. Tóc thì tóc đen tuyền, xõa ngang vai, mái ngố. Mà có mặc đồ truyền thống không?
Dạ, cũng mặc đồ truyền thống. Cảm giác đầu tiên của em là giống như em bị sét rồi đúng không? Dạ, cái ngoại hình nhìn là thì... thích liền đúng không? Cô gái truyền thống Việt Nam đúng không? Dạ. Còn em thì sao? Em gặp ảnh thì em thấy thì sao? Dạ, thì ban đầu em gặp ảnh là em cũng không có ấn tượng gì đâu. Có một cái ấn tượng mà em nhớ về ảnh á, là lúc mà em dạy tiếng Anh cho ảnh, xong rồi ảnh học ví dụ, ảnh đưa cái câu là "Can you show me the way to your heart?" có nghĩa là em có thể chỉ cho anh đường đến trái tim của em hay không? Đó. Trời ơi, vừa mới học tiếng Anh xong là bung ra cái câu thả thính như vậy rồi. Lúc đó em rất là rối bời luôn, không biết là có nguồn ý gì hay không. Ở sau đó thì sao? Chắc chắn là em phải là phải lên một cái kế hoạch gì đó để mà thua cô giáo này đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì lúc sau đó là tuần nào em cũng đi quán cà phê tiếng Anh đó để em kiếm vợ em. Thì lần thứ hai thì em không gặp được vợ em. Lần thứ ba thì em mới gặp lại được vợ em. Và lúc đó em bắt đầu là xin số điện thoại, nhắn tin rồi rủ vợ em đi ăn rồi đi chơi giống như tư cách là bạn bè vậy. Nhưng mà cô ơi, lúc đó là cô đã có ý trung nhân chưa? Cô có bạn trai chưa? Dạ, lúc đó thì em mới chia tay bạn trai xong ạ. Có một cái biến cố như vậy là cái người bạn đó, bạn của vợ em bây giờ nè, thì có ẹp Facebook em và nói là bạn trai của vợ em. Hai người đang có trục trặc thì kêu nói là em đừng có xen vào chuyện giữa hai người. Thì em mới copy cái dòng tin nhắn đó, em hỏi thẳng vợ em luôn là em với người này như thế nào, đã chấm dứt hay chưa. Thì lúc đó vợ em mới kêu là cái người này đã chấm dứt mà cách đây 2 tháng rồi và đang làm phiền. Thì để nhân cơ hội đó thì em tới luôn, ngỏ lời luôn. Rồi sau đó thì như thế nào? Tình cảm của các em nó có cái gì vui không? Trời, trong cái quá trình quen á, tụi em nói chung là không còn giữ kẽ gì với nhau nữa rồi. Nói chung là có bao nhiêu cái thứ gì gọi là xô hết ra cho nhau luôn. Thì em nhớ là có một lần mà tụi em nắm tay nhau đang đi bộ, rất là tình cảm nha. Xong rồi cái tự dưng chồng em á, nắm nhẹ tay em, kéo xuống dưới mông gì nè. Trời ơi, tặng cho em một quả bom nguyên tử luôn. Nó kêu một cái bụng, to ơi là to luôn. Trời ơi, sao em kêu trời cái gì vậy? Ghê vậy ông nội? Đó, xong rồi cái từ đó trở đi là em gọi chồng em biệt danh là bụng. Rồi sao nữa, còn tật xấu gì không? Mới đầu em rất là thần tượng vợ em nha, giống như là vệ nữ, bao nhiêu cái tính tốt ở trong người á là vợ em có hết. Nhưng mà lúc quen mới biết là không phải như vậy. Thì vợ em là hay nói yêu thương em ngoài đường lắm. Sau này em có như thế nào thì em cũng bên cạnh anh mãi mãi, không bao giờ rời xa anh. Ngay lúc đó luôn có bên chó nhảy ra sủa, em mới đứng ra em đỡ. Em đỡ vợ em, nghĩ là vợ em đứng sau thôi, tại vì sợ chạy mất dép ra đâu không biết luôn. Đó, nghiệp quật ngay lúc đó luôn. Có nghĩa là chó vừa cắn là bà mất xác luôn, không thấy bà đâu. Tại vì em sợ chó lắm. Cái mối tình của các em chắc nhiều câu chuyện vui lắm đúng không? Dạ, đúng hiểu rồi. Lúc mà các em cãi nhau thì như thế nào? Ai đứa nào là đứa thắng? Em lúc nào cũng đòi thắng hết trơn á. Bằng mọi cách em phải là người thắng. Cãi lộn kiểu nguy hiểm lắm anh. Có lần cãi nhau cứ em cương lên luôn, thử một lần xem sao. Đòi chạy ra quốc lộ các em phải níu lại. Rồi hay diễn nữa, ví dụ mà ấy lên giận lên xong em đau bụng quặn 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 cái ngực nằm lăn xuống dưới đất vậy. Bữa đó nằm bất động luôn. Nhưng mà một vài lần trước là em biết rồi. Em năn nỉ mấy lần trước, em năn nỉ ghê lắm. Lần này em biết rồi, em ném đôi dép ngồi chờ luôn. Giờ coi chừng nào đứng. Bà nằm hồi chứ bà mệt chứ bà ngồi dậy. Nằm hồi mệt quá dậy. Tự tỉnh luôn hả em? Dạ đúng rồi, tại diễn nhiều lần quá rồi. Mấy lần trước thì người ta còn cảm mình, người ta còn này nọ. Nhưng mà làm tới làm luôn một bài cái là để mặc kệ luôn. Nằm liếc liếc em riết à. Liếc coi em phải làm gì. Ê còn lộn cơm bò vậy hả? Còn dạ. Các em quen nhau bao lâu thì mới cưới nè? Tụi em quen nhau gần 2 năm mà. 2 năm trời chắc là đi chơi xa với nhau nhiều lắm đúng không? Dạ đúng rồi, coi như là mỗi tháng gọi là đưa nhau đi trốn á, tháng nào cũng đi xa với nhau hết trơn á. Cái chuyến đi mà lần đầu tiên của tụi em á là chuyến đi đến Bình Ba. Thì không hiểu sao mà xui sao hôm đó trời mưa to lắm. Thế là hai đứa ướt sũng luôn. Cái xong rồi lại quay về phòng. Và lúc đó thì em cứ còn ngây thơ kiểu gì á. Xong rồi cái anh này ảnh sánh tới em. Cái tự nhiên ôm xong hôn em. Xong rồi gọi là đi xa vấn đề luôn. Sao em thấy vậy rồi em kêu là không được đâu anh ơi, mình mới quen mà không có được như vậy đâu. Trời ơi, coi như mặc kệ những gì em nói, tay thì xé bao con sói ra. Coi như là mọi thứ là cứ đi trên chua theo ổng. Mặt em lúc đó đơ luôn mà. Đây là đâu? Trời ơi, tôi đang làm gì vậy? Không biết làm gì luôn. Làm luôn. Dạ, làm gì làm, còn em mặt đơ ra. Em không biết gì luôn. Nhưng mà có làm được không? Làm được có 2 phút à. 2 phút là xong xuôi hết câu chuyện rồi đó. Tại chắc em đơ quá đó. Đơ quá, mất cảm xúc. Không còn cảm xúc nữa. Rồi sau đó thì sao? Bao lâu thì ảnh mới cầu hôn em? Quen khoảng 2 năm là bắt đầu ảnh cầu hôn em. Thì cầu hôn nó cũng không có giống như người ta đâu. Thay vì là phải tạo ra bất ngờ đúng không?
thì coi như là em là đạo diễn trong cái cuộc cầu hôn đó luôn á. Coi như là mọi thứ là em lên chi tiết hết, tại chị biết phụ nữ mà thích lãng mạn nè, thích được cầu hôn nè, cái em chỉ ảnh các cái cầu hôn như thế nào. Em kêu là khi mà cầu hôn em á, à phải quỳ xuống nha. Đó, quỳ xuống trao nhẫn rồi phải nói lời ngôn tình nè. Xong rồi cái em sẽ dạ vờ đứng lên em khóc, em ôm anh giống như kiểu bất ngờ vậy đó. Trời ơi, bà chỉ đạo hết luôn hả? Dạ, em chỉ đạo hết luôn. Xong rồi cái hôm đó đi Nha Trang với nhau thì em có nhờ bé em, nè em nhớ quay phim lại cho chị nha. Em đang canh cái thời cơ mà có đám đông đứng ở đó đó. Đó, xong rồi em kêu anh ra diễn đi nhanh lên, mọi người đang đứng ở kia kìa. Xong rồi ra giữa đám đông đứng nha. Xong rồi nhạc rền vang lên, xong rồi ảnh quỳ xuống coi như là làm răm rắp theo những cái lời mà em đạo diễn làm chỉ luôn. Đó, rồi có trao nhẫn nè, xong rồi nói lời ngôn tình nè, xong rồi đứng dậy, xong rồi hôn em. Không gian rất là lãng mạn, gọi là đúng ý của em luôn á. Coi như cái lời ngôn tình đó em có viết cho ổng luôn không? Dạ có, em chỉ đạo hết luôn mà. Anh ảnh đơn như khúc gỗ vậy á. Tiếng Việt à? Trời, chứ học từ khi quen em giờ là tiếng Anh coi như là càng ngày càng tệ luôn á. Em có nhớ cái câu mà cái câu thoại mà cô ấy cũng viết cho em không? Em quỳ xuống và em nói là quên rồi hả? Rồi câu đó câu sao, sao đâu? Nhưng mà thời gian quen em thì em làm cho anh cảm thấy giống như là mình và là người đàn ông đích thực vậy đó. Gặp em là anh coi như anh thay đổi hoàn toàn diện luôn. Em là người phụ nữ gọi là đáng quý ha, người phụ nữ độc đáo và dạ, đặc biệt nhất giống như viên kim cương quý giá vậy đó. Gặp được em coi như là anh có được tất cả rồi đó. Cho nên bây giờ nhân dịp giây phút này thì anh hy vọng là em sẽ trở thành vợ của anh. Trời ơi, chị hỏi em nào, hôm đó em làm theo cái sự chỉ đạo em á, cái cảm xúc em ra. Em thì em là người không thích như vậy. Vợ em thích làm màu. Mà lúc đó em sao Nhung? Lúc đó em cũng diễm mà, lúc đó nước mắt em chảy ra này. Diễn kinh khủng. Nước mắt em chảy ra coi như là em cảm động lắm vậy á. Trời ơi, em cảm động gì đâu á trời ơi. Xong cái em ôm ảnh em khóc. Clip nó còn à. Còn anh báo lên Facebook đó. Trời, để về chắc ta cực em vậy? Facebook để tôi coi clip đó, tôi cười chết luôn thiệt á. Sau, sau đó, cái cầu hôn đó là bao nhiêu lâu thì đám cưới? Mình cầu hôn từ tháng 3 xong rồi tới tháng 11 là phải đám cưới. Dạ. Trong cái tiệc cưới em có đạo diễn cho ông một cái màn trên sân khấu không? Có luôn. Có luôn. Có luôn hả? Dạ. Lúc đó thì em phải bắt ảnh là phải biểu cảm trên khuôn mặt sao sao như thế nào. Em hát rồi em bước lên trên khán đài, rồi ảnh phải ngôn tình rồi dìu dắt em giống như là đang khiêu vũ vậy đó. Đó, chứ bình thường mặt anh này ảnh đơ lắm mà cũng khiêu không biết ở lời cảm xúc. Rồi khúc cuối phải quỳ xuống cầm hoa đưa lên cho vợ em. Ôi, thiệt rồi. Mà bữa đó làm tròn nhiệm vụ không? Tròn chị. Rồi cái đêm tân hôn em có đạo diễn cho ổng đâu? Trời ơi, đêm tân hôn của người ta thì hì hục người ta làm chuyện đó đúng không? Đêm tân hôn của tụi em là hì hục ngồi đếm tiền, đếm xong rồi cái lăn ra ngủ luôn, không có làm gì hết trơn á. Mà xong rồi cái ngày hôm sau đi chăn mật với nhau, tưởng đâu là sẽ gỡ lại là làm ăn lại được rồi. Nhưng mà ai ngờ em lại bị chó cắn. Không biết kiếp trước có thù kiếp gì, tiền kiếp với loài chó sao, gặp mình là sủa, gặp mình là cắn. Cắn xong rồi cái thế là chồng em phải đưa em về trung tâm mà đi chích ngừa. Đâu làm ăn được. Dạ, chích ngừa xong rồi cái em bị sốc phản vệ, cái em ói, cái em ngủ ly bì mấy ngày trời luôn. Thế là toàn trăng mật, được gọi là toàn ngựa mật luôn, nó không có làm ăn được gì hết trơn á. Đúng là dập mật luôn cái. Dạ, dập mật luôn. Mà sao cuộc đời em chó nó ghét. Em không biết, em cũng tuổi chó mà không hiểu sao chó nó ghét em á. Rồi, cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới nhau cũng được một năm rồi. Chắc hiểu có, nhau quá rồi chưa? Từ cái lúc. Dạ, chưa ạ. Nói nghe nè, ở nhà là bà có hay đạo diễn cho em những cái màn gì khác không? Có anh. Thôi bây giờ hôm nay nhân cơ hội này em có thể nói ra một vài tật xấu của vợ em. Tật xấu của vợ em là hay bắt em diễn với lại ghen. Mà ghen kinh khủng nha, ghen 4 cấp độ luôn. Đầu tiên là ngày xưa là ghen trong quá khứ. Xong rồi giờ bắt đầu ghen trong hiện tại. Xong rồi ghen trong mơ. Rồi còn ghen trong tương lai nữa. Thế cha tương lai ghen với ai? Là... đang đi xe em cái kêu là lỡ mai mà em có chuyện gì xảy ra mà không còn bên anh nữa thì anh có ở vậy anh tôn thờ em không? Cái em thì em biết ý là muốn nói gì rồi nhưng mà em khoái nói ngược lại, tính em nhây mà. Cái em nói là tất nhiên anh phải kiếm người khác chứ ở vậy hoài sao được. Cái đó, đó là ghen lên. Là ghen sao? Lúc đó làm sao? Lúc đó là... lúc đó là xít cổ em trên xe luôn, xíu đều muốn tông xe luôn. Vậy luôn á hả? Kinh khủng lắm. Là ghen trong tương lai. Ghen trong tương lai đó. Còn ghen, ghen trong mơ nữa, là hai cái mà... ghen trong mơ là sao? Ghen trong mơ là sao? Có một bữa là hai vợ chồng đang nằm ngủ, cái vợ em quơ tay múa chân ghê lắm.
đánh vô em liên tục luôn. Cái em thấy thương vợ em quá, chắc là bị mộng du hay gì, bị nằm mơ ác mộng á. Em mới ôm vợ em trong lòng ngủ tới sáng luôn. Cái sáng vợ em mới kêu là biết hôm qua sao em đánh anh không? Em mơ thấy anh ngoại tình. Nhưng mà cái người mà chồng em ngoại tình là em có thấy khuôn mặt không? Em thấy hình cô nào cũng đẹp gái lắm luôn á. Đó, xong cái tự nhiên em ghen, mà một khi em ghen là em khoa tay của cho là em quýnh liên tục vậy á. Đó là tật ghen. Rồi, còn tật xấu gì nữa? Có yêu thích chồng một cách gọi là cuồng nhiệt không? Đó. Nói chung là cũng có anh. Lúc nào đi đâu cũng bám đuôi theo chồng á. Không rời xa một gan một tấc luôn. Tối ngủ hay rút nách em ngủ mà anh. Khoái vậy sao á? Khoái ngửi nách. Rồi, hết rồi phải không? Dạ, rồi, em. Tới em đó, anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em á, tật xấu của chồng em là chơi dơ với chơi lầy. Vợ chồng em có cái thói quen là làm gì cũng phải làm chung với nhau hết. Tắm là cũng phải tắm chung với nhau luôn. Đó, thì cái một hôm có cái đợt tắm chung, xong rồi chồng em kêu là họ để anh tắm nước ấm cho vợ nha. Xong rồi lúc đó em cũng cảm thấy là có nước ấm chạy lên người em. Nhưng mà nước ấm này á, cái mùi nó kỳ kỳ. Xong cái em quay lại em nhìn chồng em. Trời ơi, em tá khỏe luôn. Em có nghĩ là nước ấm từ vòi, nhưng mà không, nước ấm từ vòi của chồng em. Thôi lầy quá vậy em. Lầy thiệt. Trời ơi, lầy lòi quá. Tận hưởng nha anh. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là thật xấu nữa đó là ổng buổi sáng dậy á, chị biết không, là mồm hai đứa đều rất là thối. Mà ngày nào cũng đè em ra em hôn buổi sáng, toàn là hôn tình yêu này nọ. Nhưng mà em không chịu được nổi cái mùi đó luôn. Mới ngủ dậy kia còn chạy ra mà. Trời ơi, mà toàn hôn em này nọ. Xong rồi chưa kể nữa, mà ổng này ổng chơi dơ. Mỗi lần mà ngồi rảnh với em là ngồi móc cướp mũi. Móc cướp mũi xong rồi chét đầy lên người em này nè. Đó, xong rồi que chín tít. Nè em nhìn coi cục này bự không, cục này đẹp không. Trời lầy quá. Rồi, nó nghe nè, vợ chồng tắm chung, cái làm gì cũng chung chứ. Chắc anh ấy siêng năng lắm dùng điều đó đúng không? Lúc mà mới cưới mà, coi như ngày nào bắt trả bài hết trơn á. Đó, xong rồi, mà ổng mà không trả bài đàng hoàng là coi như có chuyện á. Thì em nhớ là có cái hôm mà 4 ngày liền ổng mệt quá không có trả bài cho em được. Xong tự nhiên ngày hôm sau cái em bị đèn đỏ luôn. Đèn đỏ dí là tới hết một tuần luôn, rồi là tổng cộng là hết 11 ngày. Thế là không làm ăn được gì hết, cái em nổi điên lên. Hôm sau em lên công ty, em spam tin nhắn. Nói chung là em làm phiền, không cho làm việc luôn. Từ sáng tới chiều luôn. Rồi sau đó là có cộng dồn lại trả một lần đúng không? Có, trả nguyên tuần luôn mà. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thì chồng em á, đối với em là ảnh là toàn diện hết rồi. Rất là yêu thương em, việc gì cũng san sẻ làm với em hết. Cho nên cũng không có nhiều tật xấu. Thì em cũng không mong ảnh thay đổi điều gì hết. Dạ. Rồi còn em có mong muốn bà xã thay đổi điều gì không? Em thì em cảm thấy rất là may mắn vì có một người vợ như vậy rồi. Em chỉ có một mong muốn là vợ em bớt nóng tính lại. Tại vì lúc mà nóng tính lên vợ em hay nói những cái câu rất là khó nghe. Với thứ nhất là, thứ hai là nóng tính thì nó làm cho sức khỏe của mình nó bị thuyên giảm. Mình nóng tính lên mình mệt tim mệt. Dạ. Mà... Ủa em nóng dữ lắm hả? Dạ nóng đúng rồi mà. Em bạn hỏa em à. Không, thực ra tại vì hai bạn này mới có 1 năm á. Cái năm đầu tiên là năm tụi em phải cọ sát về tính tình của nhau á. Dạ đúng. Để mà tụi em tự biết là mỗi người phải bớt cái tôi của mình lại. Để tụi em hòa hợp lại. Dạ. Thì đây vẫn còn là cái thời gian mà tụi em phải bàn bạc, phải đối diện với nhau về tất cả mọi phương diện. Anh cũng mong là các bạn sẽ hoàn hảo hơn nha. Mọi thứ sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Để mà sẵn sàng chuẩn bị chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình chúng ta nha. Dạ. Xin cảm ơn các em. Chúc các em đi hạnh phúc.